Rồi, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình là Ni. Và hôm nay mình sẽ thực hiện theo lời của các bạn ha. Đó là cosplay Tứ Hoàng Săn Tóc Đỏ ha. Về cái ngoại hình thì giống được cái bộ đồ, cái quần với lại đôi dép thôi các bạn. Chứ cái tóc là mình thấy mình kiếm không có cái tóc nha các bạn. Mình kiếm mãi không có cái tóc hai mái á. Ai cũng vậy, ai mình cũng không kiếm được cái tóc hai mái luôn, khó vãi luôn á. Đó, nên mình sẽ cứ cosplay nha. Rồi, theo như cái tiêu gì đấy, tiêu đề ấy, là mình sẽ đi gặp thằng Săn Tóc Đỏ trong map này luôn nha các bạn. Đó, coi thằng nào thiệt nha các bạn. Cái lát hồi mình đứng kế bên đó, cho các bạn coi nào thiệt, nào giả hai bạn. Đó, ai đẹp trai hơn nhớ comment dưới ha. Rồi, bây giờ tại mình mới vô server ấy bạn, nhưng bây giờ chắc nó chưa xì bao ra đâu, thì mình sẽ đánh con Ener trước đi. Mấy con boss này xì bao trước nè, con Săn Tóc Đỏ nó hơi lâu hay sao á. Tại mình thấy con nãy mình xuống là mình thấy con boss khỉ nó hồi sinh muốn nó xì bao rồi, mà Săn Tóc Đỏ chưa ra. Rồi, đội nón vô Tứ Hoàng đây. Ủa, quên 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 hết cái hết hồn. Săn có Haki đó nha, đừng có đùa. Ủa sao ơi, chém lần cũng ngàn mấy chứ đùa ít gì, tưởng yếu hả? Ôi 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 ôi, sao nghe nơi này mạnh quá vậy, thấy cây sao bơ yếu ta. Rồi ok, với là với một cái đức tính hiền lành tốt bụng nên Săn sẽ không giết những người yếu kém nha bạn. Đó, chỉ đi với boss thôi, những lính yếu kém không thèm. Mình không biết trong phim Săn có thích là tiền không, chứ mình thích tiền lắm á. Lượm tiền thôi để dành trước chứ, cháu bê 3 triệu mấy lần á. Mình đoán cây kiếm chắc cũng giống như cây kiếm của Yoro ấy bạn đó, kiếm Yoro cũng 2 triệu mấy lần, cây lo có khi còn mắc hơn nữa, nên tích 5-6 triệu là ngon rồi các bạn. Rồi xong luôn, xài cây Săn này là không bao giờ phá được cái cửa ấy luôn các bạn. Đó, vô, lẹ 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 lẹ. Rồi, hay quá. Ngon 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 ngon. Đó. Thơm thơm liền. Nên mình 5 triệu có khi mình sợ mà còn không đủ á. Đó, tại cái trái 5 triệu, cái kiếm của lo 5 triệu nữa rồi. Không biết nó ra admin có ra cái nón không ha, cái nón của lo á. Cái nón lo đẹp chứ mình đã chuẩn bị bộ áo đầy đủ rồi. Mình chuẩn bị áo của lo đầy đủ rồi đó. Mình hôm bữa mình đoán trước luôn các bạn, mình nói trước, mình nói với thằng em mình, nói không biết chừng nào, không biết nó không có bán ở trong Avatar các bạn, Avatar shop nó có bán kiếm lò không á, nên mua con này nó mới giống đó. Cái vừa nói xong cái mấy ngày sau mình ra cái để lộ ra cái kiếm của lò luôn. Ngon 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 ngon, he he, tuyệt vời. Tại mình nghĩ kiếm chắc chắn phải ra kiếm lò các bạn, tại vì cái trái đó chỉ có kiếm lò mới chém được thôi, chứ kiếm khác đâu có được đâu. Kiếm lo là cũng một trong, chắc cũng trong những thanh đại bảo kiếm hay là hàng hiếm gì đó, tại hoa văn đủ thứ đẹp mà chém thường hay mày chơi, nó thuộc loại hiếm hay gì luôn á bạn ơi, có thể luôn á. Nên nên chỉ có kiếm lo mới xài chung như được cái trái OB đó thôi. Ok, đi xuống thôi. Tứ hoàng Săn Tóc Đỏ. Oh yeah, đó. Bây giờ là ở đây là được coi là như đây là Đại Hải Trình thôi các bạn, đúng rồi. Được, đây được coi Đại Hải Trình đi. Chứ giờ mình người không lẽ cái đảo bình thường đâu có rock của đai được. Đó, Đại Hải Trình. Mà cái đảo A Long. Ủa. Đại Hải Trình đúng rồi. Đây là Đại Hải Trình, bây giờ chúng ta giờ Săn Tóc Đỏ sẽ đi thống trị vùng biển này nha các bạn, để trở thành tứ hoàng. À, đây là trước khi Săn làm tứ hoàng nha bạn, bây giờ nè, trước khi Săn làm tứ hoàng nè đó, bây giờ mình sẽ là cuộc hành trình đi đi thực hiện đi đi chờ đi chinh phục cái hòn biển này để trở thành để đứng đúng với cái tên tứ hoàng nha. Đó, nãy là Ener đúng không, hơn có cái thuyền này nó đi nhanh các bạn ơi. Trời ơi, đi cái thuyền kia mà mình đi mình quay hết clip này chắc cũng 3 mấy phút quá. Săn hết boss mà. À, đại hải trình này, ba cái đại hải trình này easy, ok chưa? Đây
Con Yeti này chắc bật hai khi bá dương lên chơi đó mấy bạn ơi. Đi, mấy bạn để ý là lúc mà râu trắng ấy lại săn tóc đỏ á đánh nhau á là có cái luồng xét á đó, luồng xét đỏ với luồng xét râu trắng là màu xanh đúng không ta, đánh nhau đùng cái trên bầu trời nước xẻ ra nguyên đường ở đó đó là Haki Bá Dương nha. Còn trong này mình sẽ dùng V3 là Haki Bá Dương, Haki Bá Dương nè đó, thấy chưa, đùa với chúng tôi. Ơi không tin được săn xuống nước chết vái nồi thì hơi fail hơi fail hơi fail. Giờ con boss mạnh nhất trong game này nè, răng kỳ đó, răng kỳ răng kỳ răng kỳ răng kỳ xong rồi lách qua đảo nhà tù, đảo nhà tù mình đánh con Doflamingo nha các bạn. Hai con boss kia củ chuối yếu quá không thèm đánh nó rồi. Với cái biệt danh tứ hoàng này mình chỉ đi săn những con mạnh của từng đảo nha. Con Yeti nãy là mạnh mạnh nhất trong cái đảo tuyết nha các bạn đó, chứ không phải là còn còn trong nhà tù là Doflamingo là mạnh nhất trong cái đảo nhà tù đó. Kiếm những con mạnh nhất thôi. Chuẩn bị đi, chuẩn bị đi Frankie. Ngươi không biết ở đại dinh này ai là tứ hoàng hả? À lộn, chưa là tứ hoàng, lộn lộn cứ lộn hoài. Hành trình trở thành tứ hoàng của Sunny hả ta? Sunny Sunny, tao bỏ đi. Ca này khó quá. Không dùng super human luôn, chỉ dùng kiếm thôi. Super human mình để nó bay thôi nha bạn. Đó đi cho nhanh. Vô nè. Haki Bá Dương. Vô. Vô. Ôi. Ô cái săn lướt cái kiếm này lướt qua cái bị xì tuôn nữa các bạn kìa. Xì tuôn lại kìa. À bắn đâu vậy? Ơi, chờ đã, chờ đã. Nè. Đó đó đó. Chém mấy lần mà không thấy đam ha. Lướt phát tính con lần đam lướt à. Còn lát hồi sẽ không thấy đam gì hết. Dở thiệt. Ơi. Này thì bắn với chúng tôi. Đừng có địch. Ơi, gì vậy? Đấm mất Haki quan sát luôn. Đỉnh vậy. Này ghê thiệt. Láo này. Đó. Ôi. Bắn mất Haki quan sát luôn mấy bạn ơi. Đỉnh thiệt chứ. Ơi, chết tiệt. Ô hên. Mà không biết gì hết đó. Cái này là mình cố tình thôi ha, không có gì hết á, tại mình nhận lộn nhiệm vụ nè đó, mình nhận lộn nhiệm vụ thôi nên mình lừa giết nó thôi chứ ba cái con này. Nói chứ bị nó giết thiệt, trời ơi không tin được. Sao yếu quá ta, cái server này nhìn không quen PvP ta, cầm cái cây tâm kiếm Yoro quen rồi bạn ơi. Rồi đã luôn chỗ lẹ chỗ gần nè. Rồi ok, rồi lộn cởi cởi nón ra chứ. Coi ai đẹp trai hơn. Vô mày. Đây. Thấy không? Đó, bạn nhìn đây ai đẹp trai hơn nha. Săn này nhìn mặt à. Ui nhìn mặt à. Ui trời ơi, nhìn mặt mũi đỏ thì bất ghi nữa, cầm kiếm nè. Sao có kiếm vậy? Thấy không? Thấy không? Mấy bạn mình nhìn nhưng mà nhìn mình nó sang hơn này không? Cái này trời ơi. Bự mặt ú rồi xấu quắc xấu quơ mà đẹp cái gì không biết nữa. Rồi bạn nhìn mình nè, đó. Thấy không? Nhìn nó sang chảnh không? Da trắng nè, sáo muối nè. Có áo choàng là đàng hoàng chứ vải này, ô này cũng áo choàng. Ôi, nhầm 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 nhầm. Đó. Rồi thấy không? Ta áo choàng áo khoác ta dài chứ nó mới đúng mới đẹp chứ ta đẹp trai không? Nhìn nè. Muối đó, rau ria, săn tóc đỏ nè, rau ria. Đó, mình đẹp trai hơn nhiều hả các bạn? Rồi. Ở khúc này các bạn comment dưới ai đẹp trai hơn nha. À, thằng mình là số 1 nè đó. Săn này số 2 nha, coi ai là hàng fake ai là hàng thiệt nha. Rồi. Chơi nè. Chơi. Bác này khôn không không cần bật hai cái tay luôn, vô chém thường luôn. Mày xài chiêu tao xài chiêu, ok chưa? Nó xài chiêu mình sẽ xài chiêu nha các bạn. Rồi xài chiêu thì mình xài chiêu, ok chưa? Làm sao mà thắng được tứ hoàng, ba tứ hoàng giả mạo này, ba con tứ hoàng giả mạo này làm sao mà cái gì được. Nhái cũng nhái, nhái mà nhái cho giống lên mạnh lên yếu quá. Nó chưa giờ mình qua mình đọc răng kia lại được, không tin được sao mình thua được nó trời. À,
Nhái phải nhái cho chúng vô, nhái cái gì mà sai tùm lum tà la hết à. Bởi vậy tứ hoàng gì mà yếu quá, mà tứ hoàng mình mới mạnh nè. Cái sao bơ này V2 nó vẫn còn hơi yếu hả bạn, nó còn kiểu không có cơ động bằng Yoru với lại Tam kiếm mấy bạn đó. Nó còn hơi kiểu bị xài chiêu xong bị đứng lại 1-2 giây gì đó nên nó còn hơi lỗ chứ. Nhưng không sao. Cộng mong là admin tương lai sẽ up lên V3 là ngon. Cyber thì V3 chiêu chiêu cho ngon, chắc V3 chỉ có chế thôi bạn ơi, và trong phim săn đâu có xài gì chiêu gì liên quan tới kiếm nhiều đâu. Đó chắc chế ra thôi à. Ừ. Ồ, với lại mình mới coi Discord đó bạn. Mình mới đọc được thông tin là update 10 sẽ cập nhật vào 17 tháng 4 nha các bạn. 17 tháng 4 là còn 6 ngày nữa. Wow, ngon ngon ngon. Cố lên 6 ngày nữa, 6 ngày nữa. 6 ngày. 6 ngày là một tuần thôi, một tuần nữa update 10 sẽ ra là chế OB. Oh, bao nhiêu anh em, bao nhiêu cả ngàn mấy chục ngàn mấy trăm ngàn anh em đang chờ đợi ở đây. Không những đánh 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 bằng kiếm không nó khó ghê luôn các bạn. Giờ phải chém cái lướt gì nè, đó, chỉ có vậy thôi à. Ui dồi, chém cái lướt mở đấm luôn kìa. Đấm mình luôn kìa, quỷ này. Đừng chém tay không với nó thua thiệt, đúng là boss mạnh thiệt chứ. Ngàn mốt ngàn bốn không là đánh tay không không lại con level 600 này. Đậu xanh. Ô, né được rồi. Ơ, hết né rồi, hết né rồi. Ô, để chiêu hồi nè. Bật. Haki bá dương lên. Ấy. Haki bá dương lên. Ô, trưởng ba cái 800 là 1.600, 1.400 đam to thế. Ơ, em đùa đó anh. Em đùa đó anh. Không đùa đâu, không đùa đâu. Rồi 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 sắp chết rồi, cố lên cố lên. Trời ơi bà răng này, bà răng bắt địch bắt địch bịch bút vui vui đầu bùi cổ luôn mà vai thiệt bà răng. Ok giờ à, Akainu nghe nói Akainu nó cũng gì ghê lắm á, nghe nói Akainu ghê đúng không, giết 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 anh trai của cháu luôn, cháu cháu của mình à, Luffy là cháu của mình mà, cháu săn mà à, với anh trai của cháu mình này gan gan. Akainu này từ từ, ok Akainu luôn, chạy thẳng qua Akainu chơi luôn nè, dám giết cháu mình là không để yên đâu, mình nói rồi mấy này phải giết, nghĩ gì cháu mình mà đâm lũng bụng vậy được, không thể nào không thể nào không thể nào. Với săn tóc đỏ bạn thấy săn săn đi tới đâu là hải quân không không dám bắt tới đó không? Mình nghi có thể săn cũng là thiên long nhân hay sao á, chỉ có nghi thôi nha, cái này chỉ tiên đoán thôi, tại vì mấy bạn thấy lúc mà cái tập gì đó là săn vô ngồi nói chuyện với lại ngũ lão tinh á, bốn ông trong chính phủ thế giới, năm ông chứ trong trong chính phủ thế giới á, thấy đi dễ dàng không, ra vô gì không mà nguyên căn cứ hải quân chính phủ thế giới vậy mà, thì có khi là săn là thiên long nhân mà thích 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 làm hải tặc nên đi ra biển thôi á, đoán là vậy chứ mình cũng biết chắc nữa. Cái server này cũng nằm trong thanh đại bảo kiếm nè, hàng hiếm hay sao á, tại vì cây săn này chặn được cây của đâu cây Bisinto đâu trắng mà, nên cây này cũng phải loại dạng vừa đâu á, có khi cây này là vua hải tặc truyền lại cho săn luôn chứ, thấy vua hải tặc cầm cũng giống giống cây của săn nè, truyền lại cho săn luôn cái mũ rơm với cái kiếm luôn là tuyệt vời. Này mình chỉ suy luận thôi đó. Ok Akainu. Ok, Akainu. Akainu, yeah. Go. Quỷ chó đỏ này dám giết anh trai của cháu mình nè. Tiêu diệt. À, lúc biết săn là có hàng kỳ dư sức đánh này chưa? Đó, đánh không luôn nè, thấy chưa? Thấy chưa? Gan gan. Rồi đi xích về. Giờ còn đảo nào ta? Con khỉ tha nó đi bạn ơi. Con khỉ là chùm của bên đảo khỉ mà thôi. Tha đi. Nó tội nó lắm. Bất công lắm. Chết tội lắm, mình vô chém thường phát là nó đai rồi. Ê nhầm nhầm nhầm. Chết chém thường phát là nó chết rồi, phí lắm. Tốn 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 thời gian. Ở bây giờ mình đánh người cá đi. Người cá nữa là hết rồi. Còn thằng bên hải quân nữa mà nãy quên hồ, quên chạy qua cái bên nè. Dở quá. Thôi giờ chạy xuống người cá đi, để xong. À bây giờ cũng là 7 giờ mấy rồi, coi nó bán trái gì đây. Trái gì ngon ngon không? Cho thấy hình dáng trái OB trước đi.
Mình chỉ cần thấy cái hình dáng thôi, không 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 mở bán cũng được, coi cái hình nó là sao thôi, tên trái tên gì á. À, hình dáng ở dưới này nè. À, còn gì đây? À, Pika, Kizaru. À, thôi 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 dẹp Kizaru đi, không đâu, mình sẽ để dành Mochi để nó ra V2 với bạn dự trữ trước chứ, phải tính cái đường ngon trước, tại Mochi bình thường nó quá mạnh rồi, V2 không biết cỡ nào nên phải chừa cái đường đi trước. Rồi giờ hô hốt đi đúng không, giờ quang hốt đi nữa, xong quỷ hốt đi này, ba cái con hốt đi này quất mấy cái là xong, nằm liền gì easy. Ai hơn có cái thiền ấy đi lẹ chứ, không thôi nãy giờ đi cái thiền kia chắc gì mà a few moment later. A few moment later đó, hay là mấy mấy tiếng gì đó. Ủa vậy xuống nước vậy còn mất máu nữa. Đây ông mười cá này phải làm khổng lồ lên nè, ông bự lắm mà ta, trong này nhỏ xíu vậy. Bật Haki bá vương lên trên này mới được. Này cũng gan. Haki bá vương lên chém thường với mày luôn, hốt đi nè. Ủa giờ không kịp bạn ơi, trước khi nó sắp chết đó bạn, bạn dồn phát nó chết luôn trước khi nó biến biến hình được luôn á. Có nha. Rồi chắc clip kết thúc tại đây nha các bạn. Rồi ngon 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 ngon. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, nếu thấy hay á thì bấm like subscribe giúp mình để mình có động lực làm những clip tiếp theo ha. Đó, nhớ comment dưới nha, nhớ comment dưới nha. Hi hi, bye bye.